Và điều này rất đúng trong cái quan hệ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ở đây chúng tôi xin nhắc lại để quý vị, đặc biệt là các quý khán thính giả mới của KTV được biết, ông Tô Lâm nguyên là thư ký của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Dưới thời ông Nguyễn Văn Hưởng là Thứ trưởng Bộ Công an, kể cả sau này khi ông Nguyễn Văn Hưởng là cố vấn cho cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong vấn đề an ninh cũng như tôn giáo. Và đó là lý do tại sao ông Tô Lâm, một người được cho là sau đội 12, đã lấy lòng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với mục đích của Tô Lâm là để Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ qua những cái sai phạm tay đình của Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong thường vụ mua bán mua bán bất chính mobile phone mua AVG, đã làm thất thoát của nhà nước trên 7.000 tỷ đồng. Và đó là lý do tại sao Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã chỉ đạo Tổng cục An ninh tổ chức một toán điệp vụ bắt Trịnh Xuân Thanh khi đang tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và cái vụ án này tày đình, âm mưu, thậm chí người ta coi đó là một cái vụ án như thời chiến tranh lạnh. An ninh Việt Nam đã xâm nhập lãnh thổ của Cộng hòa Liên bang Đức, bắt cóc một cái nhân vật đang tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam. Thưa quý vị, và quả nhiên trong cái vụ án mobile phone qua AVG được khởi tố sau đời 12 và đưa ra xét xử sau đó, thì rõ ràng không có tên của Bộ trưởng Công an Tô Lâm là một cái người đã ký quyết định mật yêu cầu không công bố công khai các cái tài liệu hay các vấn đề liên quan tới cái thương vụ mở án đó. Thưa quý vị, có một cái vấn đề mà một số quý khán thính giả KTV đã liên lạc với chúng tôi và đặt câu hỏi là tương lai của cái vụ án khởi tố đại tá Nguyễn Văn Linh sẽ ra sao. Thưa quý vị, theo chúng tôi, Nguyễn Văn Linh Nguyễn Duy Linh là một đại tá công an phụ trách Tổng cục Tình báo, là một cái nhân vật hết sức quan trọng của một cơ quan đặc biệt quan trọng của Bộ Công an. Do đó cái việc đối xử của cơ quan điều tra Bộ Công an đối với Nguyễn Duy Linh thì có lẽ không phải bàn tới. Vấn đề là Nguyễn Duy Linh có cắn răng quyết không khai ra Bộ trưởng Công an Tô Lâm hay không mà thôi. Bởi vì thưa quý vị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có những biểu hiện cho thấy can thiệp trực tiếp vào cái vụ việc để giải thoát cho Nguyễn Duy Linh là con của thủ trưởng cũ, đó là ông Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Và một cái vấn đề chúng tôi nói thẳng với quý vị, Nguyễn Duy Linh là một cựu cán bộ trong ngành tình báo công an. Nguyễn Duy Linh thừa khả năng nghiệp vụ để hiểu rằng Nguyễn Duy Linh quyết không khai thì Bộ Công an hay C03 làm gì được Nguyễn Duy Linh. Bởi vì Nguyễn Duy Linh đã xác định được rằng nếu như vụ án Vũ Nhôm, để Vũ Nhôm vào một cái tình thế nguy hiểm, Vũ Nhôm sẽ khai toàn tất cả mọi điều liên quan tới các tư lĩnh công an. Và đó là lý do tại sao bản thân Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng như Đại tá Nguyễn Duy Linh, kể cả Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, đều với một cái quyết tâm giải thoát cho Vũ Nhôm. Bởi người ta biết rằng đừng có dồn Vũ Nhôm đến chân tường. Bởi vì ngoài Vũ Nhôm ra thì vợ Vũ Nhôm đang ở ngoài, đang nắm một số tài liệu chấn động và có thể công bố bất kỳ lúc nào. Trở lại cái vấn đề nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Đại tá Nguyễn Duy Linh bị y khởi tố. Thưa quý vị, hẳn quý vị còn nhớ vào đầu năm 2021, Bộ Công an đã có văn bản gửi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố Vũ Nhôm, tức Phan Văn Đình Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, về cái tội đưa hối lộ, và đồng thời đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Hòa, 37 tuổi, quê ở Nghệ An. Thưa quý vị, Hồ Hữu Hòa chính là con cháu của Hồ Tùng Mậu, một cái người anh em của ông Hồ Chí Minh. Và không hiểu vô tình hay hữu ý, mới đây trên báo Công an Nhân dân có một cái bài viết về nhân vật Hồ Tùng Mậu, một người anh em của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại sao nó lại có một cái bài viết với cái nội dung liên quan tới bị can Hồ Hữu Hòa? Phải chăng Bộ Công an muốn đánh động dư luận rằng một nhân vật được coi là hạt giống đỏ mà còn bị dính vào những vụ án như vậy? Về cái nội dung của vụ án, thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Công an trong kết luận điều tra mùa hè năm 2017,
khi được tin Bộ Công an chuẩn bị khởi tố thì Phan Văn Đình Vũ đã thông qua cái nhân vật Hồ Hữu Hòa, đó là một người làm nghề thầy cúng, hay nói đúng là một cái người thầy tâm linh. Phan Văn Đình Vũ biết Hồ Hữu Hòa có mối quan hệ với ông Nguyễn Duy Linh, khi đó là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an C05. Và bước đầu Phan Văn Đình Vũ đã nhờ Hồ Hữu Hòa giúp đỡ và tìm hiểu thông tin. Thưa quý vị, theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, theo cơ quan điều tra, trước ngày 23 tháng 8 năm 2018, sau khi bị bắt thì Vũ Nhôm đã tự nguyện khai rằng đã thông qua tài xế riêng của mình chuyển 5 tỷ đồng cho Hồ Hữu Hòa và 4 lần chuyển quà cho trợ lý giúp việc của đại tá Nguyễn Duy Linh. Ngoài ra, Vũ Nhôm còn khai là người trực tiếp đưa 500.000 đô cho Hồ Hữu Hòa với mục đích nhờ Hồ Hữu Hòa đưa cho đại tá Nguyễn Duy Linh. Tuy nhiên, thưa quý vị, vẫn theo báo Thanh Niên cho biết, sau thời điểm tháng 8 năm 2018, khi Vũ Nhôm nhận cái án phạt tù trong vụ án cố ý làm lộ bí mật của nhà nước liên quan đến cái tài liệu kê khai tài sản của Chủ tịch Đà Nẵng khi đó là ông Huỳnh Đức Thơ. Thưa quý vị, vấn đề đó chỉ là cái vấn đề khởi đầu lấy cớ để bắt Vũ Nhôm, sau đó sẽ khai thác và mở rộng vụ án. Thưa quý vị, lập tức sau này, khi thành án trong cái vụ án đầu tiên làm lộ bí mật của nhà nước, thì Vũ Nhôm lập tức phủ nhận tất cả các lời khai trước đó. Vũ Nhôm khẳng định những cái món quà đưa cho Hồ Hữu Hòa gửi đến đại tá Nguyễn Duy Linh lúc đó không phải là tiền mặt, mà nó chỉ là thuốc lá, xì gà, nấm linh chi của Hàn Quốc. Và Vũ Nhôm cũng cáo buộc việc bị ép buộc phải khai do bức cung, nhục hình, thậm chí đưa những cái can phạm vào giam trùng gây sức ép buộc Vũ Nhôm phải khai là đưa tiền cho Nguyễn Duy Linh. Thậm chí nhân viên điều tra đã hướng dẫn cho Phan Văn Đình Vũ khai từ những cái món quà mà Vũ Nhôm nói gửi thông qua Hồ Hữu Hòa chỉ là nấm linh chi, thuốc xì gà, và trở thành những cái khoản tiền mặt được cho tới 7 triệu đô la Mỹ. Theo Vũ Nhôm cho biết, bị can khai như vậy là do bị phạm nhân ở chung buồng đánh đập không cho ăn, không cho ngủ, ép tôi phải nghe theo lệnh của điều tra viên. Thưa quý vị, vẫn theo báo Thanh Niên cho biết, đối với ông Nguyễn Duy Linh, công tác tại Tổng cục Tình báo Bộ Công an trước đây, cơ quan điều tra đã xác định ban đầu ông Nguyễn Duy Linh phủ nhận có mối quan hệ với Vũ Nhôm. Tuy nhiên, sau khi làm việc với cơ quan điều tra, trước cái chứng cứ mà Bộ Công an đưa ra, đó là các cái cuộc gọi từ số máy của Vũ Nhôm vào cho Nguyễn Duy Linh, khi đó ông Nguyễn Duy Linh mới thừa nhận có cái sự quan hệ đối với Vũ Nhôm. Ở đây, đại tá Nguyễn Duy Linh đã chấp nhận qua sự giới thiệu của Hồ Hữu Hòa, nên Vũ Nhôm đã nói chuyện được với đại tá Nguyễn Duy Linh. Và đại tá Nguyễn Duy Linh thừa nhận có nói chuyện với Vũ Nhôm và sử dụng điện thoại chỉ đạo thư ký đi nhận quà từ tay Vũ Nhôm. Tuy nhiên, đại tá Nguyễn Duy Linh chỉ thừa nhận là cho thư ký của mình đi nhận rượu, thuốc lá, xì gà từ Vũ Nhôm. Thậm chí, đại tá Nguyễn Duy Linh cho biết những cái món quà về mà thư ký đưa cho đại tá Nguyễn Duy Linh cũng không bóc ra xem và đi cho lại người khác. Do đó, đại tá Nguyễn Duy Linh không biết hàng hóa trong những cái bao đó là gì, nhãn hiệu sản xuất, nước sản xuất. Thưa quý vị, chưa hết, theo báo Thanh Niên, tuy nhiên, kết luận điều tra hành vi của Nguyễn Duy Linh, cơ quan điều tra thấy có những dấu hiệu vi phạm luật pháp, nhưng không đủ căn cứ để xem xét theo quy định. Bởi lẽ hiện chưa làm rõ được túi quà mà Nguyễn Duy Linh nhận được từ Vũ Nhôm thông qua trung gian là ông Hồ Hữu Hòa và một số người liên quan khác là đồ vật gì, tài sản gì và có giá trị như thế nào. Đồng thời, do hết hạn điều tra nên cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương xem xét kỷ luật đối với ông Nguyễn Duy Linh về mặt công tác đảng và chính quyền. Thưa quý vị, theo báo Thanh Niên, là một cái tờ báo có những cái thế lực chính trị trong đảng chống lưng, đã tiết lộ những cái điều mà mới đây BBC Việt ngữ có dẫn lại. Thậm chí BBC Việt ngữ còn nhắc lại những cái vụ án liên quan tới Vũ Nhôm. Theo đó, vào tháng 6 năm 2016, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong phiên phúc thẩm đã tuyên án
đối với Phan Văn Anh Vũ, tức vụ Nhổn, và một loạt các thứ trưởng Bộ Công an, đó là các ông Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân, Phan Hữu Tuấn, cựu phó tổng trực cục trưởng cựu phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo, Nguyễn Hữu Bách, cựu phó cục trưởng cục tình báo. BBC nêu rõ tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội lúc đó đã không chấp nhận kháng cáo kêu oan của Vũ Nhôm, cũng như kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo Trung tướng Trần Việt Tân và bị cáo Đại tá Bùi Văn Thành. Ở đây thì cũng phải nói rõ, ông Bùi Văn Thành khi là Thứ trưởng Bộ Công an, phụ trách vấn đề xây dựng lực lượng, đóng quân hàm Trung tướng, nhưng sau bị kỷ luật đã giáng cấp xuống còn đại tá. Thưa quý vị, một cái nhân vật đáng nói đó là bị cáo Phan Hữu Tuấn, cựu phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo Bộ Công an, tức tổng cục 5, 4 năm tù vì cái tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mà ông Phan Hữu Tuấn chính là anh trai của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Hữu Bách, cựu phó cục trưởng cục B61 tổng cục 5 tình báo Bộ Công an, 42 tháng tù giam. Và đến nay đã tới lượt đại tá Nguyễn Duy Linh, nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo, vừa bị khởi tố bắt giam với cái tội danh nhận hối lộ của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, hơn 100 tỷ đồng. Thưa quý vị, một cái thông tin đáng chú ý đó là chỉ riêng Vũ Nhôm đã phá nát cả cái hệ thống tổ chức, đặc biệt là nhân sự cấp cao của Bộ Công an. Cụ thể đã có 19 tướng công an đã trở thành tướng cướp. Cụ thể là 1. Trung tướng Bùi Văn Thành, 2. Thượng tướng Trần Việt Tân, 3. Trung tướng Lê Văn Minh, 4. Trung tướng Bùi Xuân Sơn, 5. Trung tướng Cờ So Nhàn, 6. Trung tướng Vũ Thuật, 7. Trung tướng Nguyễn Văn Truyền, 8. Trung tướng Phan Hữu Tuấn, 9. Trung tướng Trần Quốc Cường. Thưa quý vị, nếu mà đọc hết danh sách thì rất mất thời gian. Rồi kể cả một số cái nhân vật trong ngành công an liên quan khi đã chuyển công tác sang các cơ quan đảng cũng như quốc hội, đó là Trung tướng Nguyễn Văn Ba, Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Thưa quý vị, để hiểu rõ hơn cái vụ án liên quan tới Nguyễn Duy Linh, con trai của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, một cái trợ thủ đắc lực của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, mà người ta đã nói Nguyễn Văn Hưởng là tổng đạo diễn của chính phủ Nguyễn Tân Dũng. Tất cả những vấn đề mà Nguyễn Tân Dũng thực hiện, thành công và thất bại, đều có những ý kiến của tổng đạo diễn ông Nguyễn Văn Hưởng. Và như quý vị đã biết, trong thời gian giữ chức thủ tướng từ năm 2006 cho tới năm 2015, trước Đại hội 12, thì khi đó trong đảng đã có những sự phân hóa nội bộ và đã hình thành những cái phe trong đảng kình chống nhau, giữa một phe là của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và một phe là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và cái điều này nó xảy ra sau Đại hội 11 với sự giúp sức của ông Trương Tấn Sang, khi đó trong cương vị Chủ tịch nước. Và trong thời gian đầu, người ta biết Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng là linh hồn của chính phủ Nguyễn Tân Dũng. Do đó Trương Tấn Sang đã nói thẳng với Nguyễn Phú Trọng rằng muốn hạ được Nguyễn Tân Dũng thì phải vô hiệu hóa được Nguyễn Văn Hưởng. Và đó là lý do tại sao nửa nhiệm kỳ Đại 11 trong cương vị Thủ tướng Chính phủ, thì trước sức ép của phe Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Tân Dũng đã buộc phải để cho Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng về hưu tại thời điểm đó. Thưa quý vị, có một cái điều đáng nói liên quan tới Đại tá Nguyễn Văn Linh. Đại tá Nguyễn Duy Linh, con trai của Nguyễn Văn Thưởng, lại là một cái nhân vật có tên là Phan Văn Anh Vũ, một đàn em, thậm chí là một tay hòm chìa khóa của trưởng ban nội chính trung ương ông Nguyễn Ba Thành, một cái nhân vật thân cận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị trung ương 7 khóa 11 đã tìm cách để đưa Nguyễn Ba Thành cũng như Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, cái việc làm và cái ý đồ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng vô hiệu hóa, và thay vào đó là hai nhân vật Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thị Kim Ngân. Đó là những cái thành phần của phe Cộng sản Việt Nam đã giành thắng lợi trước phe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và điều đó nó càng khoét sâu cái mối mâu thuẫn giữa ông Trọng và ông Ba Dũng.
Thưa quý vị, tại sao Vũ Nhôm lại trở thành tâm điểm trong cái chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Và đó là một điều ai cũng biết, là sau khi Nguyễn Bá Thanh qua đời thì ông Trần Đại Quang trong cương vị Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp quản Vũ Nhôm và biến Vũ Nhôm thành một cái công cụ kiếm tiền cho bản thân cũng như gia đình ông Trần Đại Quang. Dưới thời ông Nguyễn Bá Thanh, thưa quý vị, Vũ Nhôm từ một thợ phụ làm nhôm kính, rồi trong cái thời gian ngắn chỉ vài ba năm trở thành một đại gia bất động sản nổi tiếng ở Đà Nẵng. Và không dừng lại ở cái địa bàn Đà Nẵng mà Vũ Nhôm còn bước sâu vào cái lĩnh vực bất động sản tại Sài Gòn. Thưa quý vị, được biết Phan Văn Đình Vũ tức Vũ Nhôm là con trai út trong một gia đình nông dân sống tại 21 Thanh Hải, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Gia cảnh của Vũ Nhôm, gia đình rất đông anh chị em, nên mẹ của Vũ Nhôm được biết phải bươn trải lo cho tất cả anh chị em chuyện kinh phí học hành, vì thường mẹ mình vất vả lo chuyện tiền nong học hành. Nên Vũ Nhôm nghỉ học khi chuẩn bị bước vào lớp 11 để đi làm phụ giúp mẹ. Công việc đầu tiên của Vũ Nhôm đó là đi làm phụ cái nghề nhôm kính. Vũ Nhôm được biết thời gian đó ban ngày thì đi làm, ban đêm thì đi học bổ túc văn hóa. Do Vũ Nhôm làm cái người thông minh, chịu khó, siêng làm ăn, nên chỉ một thời gian ngắn Vũ Nhôm đã dành được một ít tiền và Vũ Nhôm nhảy ra mở một cái cửa hàng nhôm kính cấp cao. Đó là lý do tại sao Phan Văn Đình Vũ có tên và một cái biệt danh gắn với cả đời mình, đó là Vũ Nhôm. Xong cũng nhờ cái cơ duyên vừa kể thì Vũ Nhôm may mắn được thầy Phạm Nhiên, trưởng khoa trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, giới thiệu các cái khách hàng cho làm ăn. Và do làm ăn thuận lợi trong nghề kính nhôm, đến năm 1997, Vũ Nhôm đã mở một cái công ty có tên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 79, có cơ sở tại 198 đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, Vũ Nhôm thật sự bắt đầu phất lên khi Vũ Nhôm lấy vợ. Được biết vợ của Vũ Nhôm là cô Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1978, là con ông Nguyễn Lô, cựu giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam Đà Nẵng. Thông qua quan hệ của bố vợ, Vũ Nhôm đã bắt đầu với các cái tài to mặt lớn của thành phố Đà Nẵng. Và kể từ năm 2002 đến năm 2015, khi thành phố Đà Nẵng thanh lý hàng loạt công sản là các trụ sở của công ty nhà nước thời bao cấp, trụ sở của các cái cơ quan chính quyền hay các cái công trình kiến trúc trưng dụng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, Vũ Nhôm nhanh chân thành lập hàng chục công ty quân xanh quân đỏ. Và được sự tiếp tay của Nguyễn Bá Thanh, Vũ Nhôm trong thời gian khoảng 2-3 năm thâu tóm toàn bộ các công sản là nhà mặt tiền, ngã ba, ngã tư, đất vàng ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Đó là lý do vì sao trong một cái thời gian chớp mắt, Vũ Nhôm đã có hàng trăm lô đất lớn, cả hàng chục mét vuông từ ven sông, ven biển đến bán đảo Sơn Trà. Và thưa quý vị, chỉ trong một cái thời gian chỉ 6-7 năm, Vũ Nhôm đã mệnh danh là một cái người giàu nhất Đà Nẵng và có một thế lực quyền uy vô song. Mà ai cũng biết, đứng sau Vũ Nhôm không ai khác, đó chính là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh, và sau này trở thành trưởng ban nội chính trung ương, một cái cánh tay phải đắc lực giúp cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chống tham nhũng. Tuy nhiên có một chi tiết phải nói thêm, là Vũ Nhôm có một quan hệ với anh ruột của cựu Thủ tướng ông Nguyễn Xuân Phúc, đó là ông Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Nhờ cái sự giúp đỡ của anh trai cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và Vũ Nhôm đã chuyển sang kinh doanh bất động sản. Và chính anh trai của ông Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu Vũ Nhôm làm quen ông Nguyễn Bá Thanh. Thưa quý vị, người ta nói cuộc đời của Vũ Nhôm, một cái anh thợ làm nhôm kính, sẽ rất bình thường, thậm chí là bình lặng. Cùng lắm với cái ý chí máu làm giàu của Vũ Nhôm thì nếu có tham gia vào cái việc kinh doanh bất động sản thì cũng như muôn vàn những cái người kinh doanh bất động sản hiện nay ở Đà Nẵng nói riêng hay ở Việt Nam nói chung. Nhưng cái sự thăng tiến cũng như sự thành đạt của Phan Văn Đình Vũ là nhờ vợ của mình, là con giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, đó là ông Nguyễn Lô. Và người ta nói
Vũ Nhôm có tài, có lộc cũng nhờ người vợ có tên là Nguyễn Thị Thu Hiền, một cái người có trùng tên với vợ ông Trần Đại Quang. Thưa quý vị, song Phan Văn Đình Vũ thực sự trở thành có quyền lực và trở thành một cái đàn em của ông Trần Đại Quang. Đó là mẹ của mẹ vợ của Vũ Nhôm chính là em gái của vợ chủ tịch nước ông Trần Đại Quang. Và đây chính là con đường thành thang để cho Vũ Nhôm dễ dàng trở thành một cái tình báo viên của Tổng cục Nam Bộ Công an, với bí danh của Vũ Nhôm là AV-75. Và Vũ Nhôm được phong tới quân hàm cấp thượng tá. Tuy nhiên có một cái vấn đề người ta nói Vũ Nhôm là một kẻ thích khoe khoang. Bởi vì một người tình báo thực sự thì bao giờ họ cũng cố gắng che giấu thân phận bản thân để họ tiếp tục bí mật leo cao luồn sâu với cái mục đích thu thập tin tức để xác định các nguy cơ hiểm họa đối với ngành công an. Vậy mà AV-75, tức tình báo viên Phan Văn Đình Vũ, thì đi đâu cũng rút cái tấm thẻ công an, thậm chí rút cả súng ngắn, và luôn luôn khoe mình cũng như công ty của mình là công ty bình phong của Tổng cục Nam, Tổng cục Tình báo. Và đó là lý do tại sao Phan Văn Đình Vũ đã có các cái công văn do các thứ trưởng Bộ Công an nhân danh trong cái hoạt động nghiệp vụ của ngành công an yêu cầu lãnh đạo Đà Nẵng phải giao lại hay ưu ái đối với các cái cộng sản thanh lý cho Vũ Nhôm. Có một cái vấn đề sơ hở của Vũ Nhôm, thưa quý vị, cũng phải nhắc lại để cho những ai chưa biết, đó là Vũ Nhôm có góp phần tuyển mộ Bùi Cao Nhật Quân, một đại thiếu gia con của ông chủ Novaland Bùi Thành Nhơn, đưa Bùi Cao Nhật Quân trở thành một cái tình báo viên của Bộ Công an mang bí danh NQ82. Chúng tôi nhắc lại những cái điều này để quý vị thấy, với một quy chế tuyển dụng tình báo viên của ngành công an là hết sức khắt khe. Bình thường những người vào ngành công an đã là khó, vậy mà tại sao một cái người có tên là Bùi Cao Nhật Quân, một người nổi tiếng ăn chơi trác táng, vậy mà lại được tuyển dụng và làm tình báo viên của Tổng cục Nam Bộ Công an một cách dễ dàng? Điều đó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Bộ Công an trước đây với cái mục đích gì, ai chủ trương và ai là người ký quyết định tuyển dụng cho Bùi Cao Nhật Quân? Và những cái lãnh đạo ở Bộ Công an tại thời điểm ấy khẳng định việc tuyển dụng Bùi Cao Nhật Quân vào ngành công an hoàn toàn không phải để phục vụ vấn đề đảm bảo an ninh quốc gia. Thưa quý vị, trở lại cái việc mới đây Bộ Công an đã phải tiến hành khởi tố bắt giữ đối với đại tá nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo của Bộ Công an. Và cái vụ việc vừa kể nó ở một cái thời điểm người ta tưởng rằng hoàn toàn đã bị chìm xuồng, nhất là khi Phan Văn Đình Vũ, tức Vũ Nhôm, đã phản cung và gửi nhiều đơn thư kêu cứu và tố cáo. Trong các đơn thư kêu cứu và tố cáo, thưa quý vị, Phan Văn Đình Vũ đã không giấu giếm, khẳng định mình là một tình báo viên của Tổng cục Nam, Tổng cục Tình báo Bộ Công an, mang quân hàm thượng tá với bí danh AV-75, đội phó đội B-61 và từng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo luật sư bảo vệ cho Vũ Nhôm, đó là luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, là người trực tiếp chuyển đơn kêu oan và tố cáo của Phan Văn Đình Vũ tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cùng nhiều cơ quan chức năng khác, cho biết lá đơn vừa kể dài 30 trang được đánh máy lại từ 64 trang viết tay mà Vũ Nhôm đã ngồi viết tại trại tạm giam T16 Bộ Công an. Theo luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch cho biết, nội dung của lá đơn vừa kể của Vũ Nhôm có thể tóm tắt gồm hai phần. Phần thứ nhất là kêu cứu cũng như tố cáo. Phần thứ hai là Vũ Nhôm bác bỏ mọi cáo buộc khi cho rằng bản án sơ thẩm ngày 13 tháng 1 năm 2020 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội và Tòa án Phúc thẩm cũng vậy, xét xử Vũ Nhôm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản, gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai là những điều vô lý, bất công. Đồng thời trong lá đơn của mình, Vũ Nhôm đã kêu gọi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ cũng như Chủ tịch Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền phải kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với cái bản án của Vũ Nhôm. Thưa quý vị, có một cái điều
lạ kỳ. Đó là ở Đà Nẵng ai cũng biết Vũ Nhôm có một mối quan hệ cực kỳ thân thiết đối với ông Nguyễn Bá Thành. Thậm chí Vũ Nhôm còn được coi là tay hòm chìa khóa của ông Nguyễn Bá Thành, là đệ tử ruột của Chủ tịch nước ông Trần Đại Quang. Vậy mà trong lá đơn vừa kể, Phan Văn Đình Vũ hoàn toàn không thừa nhận mối quan hệ đối với ông Nguyễn Bá Thành và Bộ trưởng Bộ Công an ông Trần Đại Quang khi đó, cũng như nói không biết gì về cái việc những cái lãnh đạo vừa kể dùng quyền lực để ký các cái văn bản chấp thuận các cái đề nghị của các lãnh đạo Bộ Công an trong việc thâu tóm đất đai cũng như công sản. Thưa quý vị, đó chỉ là cái nội dung ở cái phần kêu cứu. Còn phần thứ hai của lá đơn đó là phần Vũ Nhôm tố cáo. Theo đó, Vũ Nhôm đã tố cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, cho rằng mình đã bị ép cùng, bị đe dọa tính mạng, thậm chí bị ép cùng nhục hình, nên Vũ Nhôm trước đây mới chốt khai rằng mình đưa hối lộ hàng triệu đô la Mỹ cho Đại tá Nguyễn Duy Linh, Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo Bộ Công an, Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo của Bộ Công an. Ở đây chúng tôi xin lưu ý với quý vị đó là việc này nó liên quan tới cáo buộc của Bộ Công an cho rằng vào cuối năm 2017 khi Vũ Nhôm đang bị truy tố trong cái vụ án liên quan cái việc tiết lộ bí mật quốc gia, thì Vũ Nhôm đã liên lạc với Đại tá Nguyễn Duy Linh, con trai của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Nhưng một cái điểm đặc biệt đáng nói đó là Viện Kiểm sát tối cao của ông Lê Minh Trí đã hai lần trả lại hồ sơ cho cơ quan điều tra Bộ Công an, yêu cầu làm rõ thêm nhiều vấn đề. Thưa quý vị, ngược dòng thời gian, vào ngày 4 tháng 1 năm 2018, Vũ Nhôm được cơ quan an ninh điều tra tiếp nhận và chính thức bắt giam, giam giữ Vũ Nhôm tại trại tạm giam B14 của cơ quan an ninh điều tra. Tuy nhiên Vũ Nhôm chỉ giam ở đó có 2 ngày. Sau đó vài ngày thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã di lý Vũ Nhôm từ B14 sang trại tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra C01 Bộ Công an. Trong đơn kêu cứu và tố cáo, Vũ Nhôm tố cáo đích danh Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục trưởng Cục C01 Bộ Công an. Lúc đó, theo Vũ Nhôm, Trung tướng Trần Văn Vệ khi đó đã cho đặc tình đóng giả phạm nhân ở trong buồng giam và đã sử dụng các hành động khủng bố tinh thần, thậm chí đánh đập ép cùng đòi thủ tiêu đối với Vũ Nhôm. Đồng thời, trong đơn kêu cứu, Phan Văn Đình Vũ cũng đã cho rằng Tổng cục 2 Tình báo quân đội đã báo cáo những sự việc không đúng sự thật. Mọi vấn đề liên quan tới Vũ Nhôm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thời điểm đó. Thậm chí, Vũ Nhôm không giấu giếm cho rằng một số người đã lợi dụng chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với mục tiêu thanh trừng phe nhóm triệt hạ cái ekip của lãnh đạo Bộ Công an do Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang xây dựng trước đây. Một cái câu hỏi đặt ra là tại sao Phan Văn Đình Vũ từ Vũ Nhôm phản cung quanh ngược, tố cáo cơ quan cảnh sát điều tra C01 Bộ Công an đã ép Vũ Nhôm thừa nhận phải nhận đưa hối lộ cho Đại tá Nguyễn Duy Linh. Thưa quý vị, một cái câu hỏi đặt ra là dựa vào đâu mà Phan Văn Đình Vũ lại bất ngờ hy vọng sẽ được kháng nghị giám đốc thẩm và được trả tự do, và ai đã xúi cho Phan Văn Đình Vũ làm đơn để tố giác cũng như kêu cứu. Và một cái vấn đề thưa quý vị, tại sao đồng thời cả Hồ Hữu Hòa cũng như Phan Văn Đình Vũ đều cùng một lúc phản cung và tố cáo C01 của Bộ Công an? Thưa quý vị, những cái điều chúng tôi vừa kể để quý vị thấy rằng, những cái điều vừa kể đã cho thấy những người đứng sau Phan Văn Đình Vũ, cụ thể là Đại tá Nguyễn Duy Linh và cha của ông ta là Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, và người đứng cao chót vót đó là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đang có một cái kế hoạch giải cứu cho Vũ Nhôm để lật lại vụ án vừa kể. Và đó là lý do tại sao truyền thông nhà nước vào cái thời điểm giữa tháng 5 năm 2021 xuất hiện loạt bài Phan Văn Đình Vũ gửi đơn tố cáo và kêu oan, hay là bài viết Phan Văn Đình Vũ khẳng định cơ quan tố tụng bỏ lọt tội phạm trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, và sau đó đã được nhiều tờ báo khác đăng lại. Và đó là lý do vì sao dư luận xã hội cũng như giới phân tích hoài nghi về một thế lực của đại ca nào đó đang giúp cho Vũ Nhôm lật ngược thế cờ
với sự giúp sức của các cơ quan báo chí thuộc phe Cộng sản Việt Nam, lý do gì họ đã cho viết bài tung hỏa mù gây nhiễu thông tin rằng Vũ Nhôm vô tội, rằng Vũ Nhôm bị oan tới thấu trời xanh. Thưa quý vị, theo giới phân tích, với một cái tình hình như thế, rất có khả năng Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng như Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan khác sẽ phải vào cuộc để tìm xem ai là người đứng sau cái vụ việc này, muốn giải cứu cho Vũ Nhôm. Và đó là lý do người ta nói hiện nay Vũ Nhôm đang vào cái thế đặt cược được ăn cả ngã về không. Thậm chí người ta nói đại ca cũng như thế lực bảo kê cho Vũ Nhôm đang chờ một cái ván cờ chót mà gọi là một cái vụ án vô tiền khoáng hậu. Một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt, bye bye quý vị.